Thưa quý vị, sáng nay tại công viên thành phố Bà Rịa, hơn 350 đoàn viên thanh niên học sinh đến từ Ngân hàng Thương mại của Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Bà Rịa, các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Bà Rịa vừa tham gia lễ phát động giải chạy thiện nguyện gây quỹ Tết ấm cho người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024. Giải do Đoàn Thanh niên Công đoàn Ngân hàng Thương mại của Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Bà Rịa tổ chức. Sau lễ phát động giải chạy thiện nguyện gây quỹ Tết ấm cho người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ Ngân hàng Thương mại của Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Bà Rịa và các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đã chạy xung quanh khuôn viên công viên thành phố Bà Rịa với tổng chiều dài gần 5 km. Giải chạy sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 12 năm 2023. Căn cứ vào ứng dụng công nghệ BIDV Run trên thiết bị di động của vận động viên tham gia, ban tổ chức sẽ ghi nhận kết quả chạy. Trong đó, mỗi km chạy, các vận động viên có thể đóng góp từ 1.000 đến 3.000 đồng vào quỹ Tết ấm cho người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024. Được BIDV chi nhánh Bà Rịa duy trì 5 năm qua, từ giải chạy này, mỗi năm đơn vị gây quỹ hơn 200 triệu đồng để thăm tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.